Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thống nhất về đề xuất mở lại đường bay quốc tế của Bộ Giao thông Vận tải. Phó Thủ tướng đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách tới các địa bàn có hệ số an toàn cao. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các đường bay quốc tế dự kiến mở trước hết là Bắc Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Singapore, Viên Chăn, Lào, Phnom Penh, Campuchia, San Francisco, Los Angeles, Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân.